Trong sự kiện thịnh điển của tạp chí Vogue Trung Quốc diễn ra vào chiều tối ngày 17 tháng 10, bên cạnh phần đi thảm đỏ, các ngôi sao hoa ngữ còn có phần đi catwalk vô cùng cuốn hút. Có thể nói phần catwalk chính là điểm nhấn lớn nhất trong sự kiện lần này. Những màn xuất hiện ấn tượng cùng bối cảnh được đầu tư chỉnh chu của thịnh điển Vogue 2024 một lần nữa cho thấy được tài năng của Rocco Lưu Sung, cựu tổng biên tập tạp chí GQ, người vừa mới được bổ nhiệm vào vai trò tổng biên tập tạp chí Vogue Trung Quốc. Sau khi tổng biên tập trước đó là Trương Ngưng phải từ chức vì tình hình ngày một đi xuống của trang tạp chí thời trang uy tín này. Cùng chúng mình nhìn lại những màn catwalk ấn tượng này nhé! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. We'll be right back.
through the sun rays, and on and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. And we'll grow in number, fuel.